Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Hustler Casino, Los Angeles. Toyota Place Garden Grove 1-800-357-6738. OC 35, một tổ hợp y tế mới trong hệ thống cao Optima. 844-354-3535. Vừa rồi là một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình của chúng tôi. Và thưa quý vị, phần tin thế giới xin được bắt đầu với những bản tin sau đây. Vào ngày hôm qua, Tổng thống của Philippines là ông Rodrigo Duterte cho biết là chiến dịch chống ma túy sẽ được tiếp tục nếu cần thiết cho đến cuối nhiệm kỳ, cho một cuộc diễn thuyết trước hàng nghìn người dân Philippines hiện đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan. Ông Duterte phải đối mặt với những lời chỉ trích về bản chất đẫm máu của chiến dịch chống ma túy bất hợp pháp. Thống kê cho thấy đã có hơn 8.000 người thiệt mạng kể từ khi ông lên nhậm chức vào năm ngoái và bắt đầu cuộc trừng trị thẳng tay. Một sát thủ tự nhận tội, người đứng ra làm chứng về việc có mặt trong một biệt đột tử thần dưới sự chỉ huy của ông Duterte, hiện đang được dự tính là sẽ nộp đơn kiện lên ICC trong tháng này hoặc là tháng 4 để cáo buộc Tổng thống về tội ác chống lại nhân loại. Vào hôm qua, ông Duterte cho biết ông sẵn sàng ngồi tù miễn là người dân Philippines không bị tổn hại gì. Cuộc gặp với cộng đồng người Philippines tại Bangkok đã kết thúc trong chuyến thăm của ông tới Thái Lan, là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công tác ASEAN của ông. Hiện ở Thái Lan đang có khoảng 16.000 người Philippines sinh sống, trong đó đa số đều là các giáo viên. Trung Cộng đã đưa ra lời cảnh cáo Nhật Bản là không nên can thiệp vào Biển Đông, sau khi tàu hàng không mẫu hạm lớn thứ nhì của Nhật là Kaga đã vào đây hoạt động. Hôm thứ Tư, chỉ huy trưởng lực lượng tự vệ hàng hải Nhật đã được trao quyền sở hữu con tàu dài 248 thước tại xưởng đóng tàu Japan Marine United ở Yokohama gần thủ đô Tokyo. Tàu đang được neo đậu tại đây bên cạnh chiếc Izumo, tàu hàng không mẫu hạm được đóng trước đó. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Takayuki Kobayashi tuyên bố Trung Quốc đang cố gắng tạo ra sự thay đổi ở Biển Đông, làm dấy lên mối lo ngại về an ninh trong cộng đồng quốc tế. Hai chiến hạm lớn nhất của Nhật từ Thế chiến thứ nhì là biểu tượng tiềm ẩn sự thúc đẩy của Thủ tướng Nhật Bản Abe nhằm giúp quân đội Nhật đóng một vai trò quốc tế lớn hơn nữa, nhất là ở vùng Biển Đông đang tranh chấp. Hai chiến hạm này được thiết kế không những có thể hủy diệt các trực thăng máy bay, tránh vi phạm hiến pháp trước đây, trong đó cấm Nhật sở hữu vũ khí tấn công. Trong khi đó, thì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ông Tayyip Erdogan vừa cho biết ông sẽ có một cuộc đàm phán trực tiếp với chính quyền mới của Hoa Kỳ vào tháng 5, với những vấn đề song phương hàng đầu của cuộc họp sẽ là về Syria và việc đổ lỗi cuộc đảo chính hồi tháng 7 vừa qua cho giáo sĩ lưu vong ông Fethullah Gulen. Trả lời một cuộc phỏng vấn với CNN, ông Erdogan cho biết cuộc đàm phán với Washington vẫn sẽ tiếp tục về ông Gulen, là người mà Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang muốn dẫn độ. Ông Erdogan cho biết kế hoạch hành động để đánh bật nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành trì Raqqa của Syria, cũng như là số phận của thị trấn Manbij ở Syria, là những quyết định rất quan trọng của khu vực. Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ rất buồn trước việc Hoa Kỳ và Nga sẵn sàng hợp tác với nhóm chiến binh người Kurd tại Syria. Ngoài ra, ông cũng cho biết là lệnh cấm của Hoa Kỳ và Anh Quốc đối với các thiết bị lớn hơn điện thoại di động trong các cabin trên các chuyến bay từ nhiều quốc gia, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, đã làm tổn thương sự tin tưởng lẫn nhau. Ông hy vọng là sai sót này sẽ sớm được điều chỉnh. Chính phủ Ý hôm nay tuyên bố sẽ không đi theo Anh, Mỹ trong việc cấm hành khách sử dụng laptop hoặc những máy tính bảng lên máy bay vì lý do là chính phủ Ý không có đủ bằng chứng để ủng hộ việc cho rằng bọn khủng bố có khả năng chế tạo bom bằng những cục pin lithium gắn vào máy laptop. Vào hôm thứ Ba, Hoa Kỳ và Anh Quốc đưa ra những hạn chế đối với các hành khách đến từ các quốc gia ở vùng Trung Đông và kể cả Bắc Phi, Ả Rập, tại các phi trường vì lo ngại
là bọn Al-Qaeda hoặc là ISIS có thể đưa lên máy bay những loại bom chứa trong các laptop. Cơ quan hàng không dân dụng Ý ENAC tổ chức một cuộc họp với các chuyên gia an ninh hôm nay thảo luận về những tin mới nhất họ nhận được về mối đe dọa của những thiết bị laptop có khả năng chứa bom bên trong. Tuyên bố của ENAC đưa ra là cho đến giờ phút này không có bằng chứng để nước Ý phải tăng cường thêm các biện pháp an ninh. Thế nhưng, chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và đưa ra các biện pháp cần thiết. Và thưa quý vị, tuần lễ thời trang tại Tokyo đã khiến cho khán giả mãn nhãn với chủ đề Asian Fashion Meets Tokyo diễn ra vào ngày hôm qua. Có đến từ 26 trong tổng số 52 nhà thiết kế, bao gồm cả những người từ bên ngoài châu Á đã đến tham gia như là Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. Nhà thiết kế Thái Lan và là người sáng lập ra thương hiệu La La Love là bà Linda Karolab, người đã xuất hiện lần đầu tại Tokyo, đã sử dụng các vật liệu truyền thống của Thái cho bộ sưu tập của mình. Nhà thiết kế người Việt Nam là anh Nguyễn Công Trí, người đã xuất hiện lần thứ hai trong tuần lễ thời trang kết hợp thời trang hiện đại với thêu hoa của Việt Nam cho bộ sưu tập mùa thu đông. Nguyễn Công Trí nói rằng anh hy vọng là thương hiệu đặt theo tên của anh sẽ được mở một cửa tiệm đầu tiên tại Tokyo. Các nhà tổ chức cho biết sự hợp tác giữa các nhà thiết kế châu Á sẽ thúc đẩy thời trang của Nhật Bản và giúp đỡ các nhà thiết kế châu Á trong khu vực. Các nhà thiết kế và những người đam mê thời trang đã bày tỏ hy vọng vào các thiết kế của Á Châu và những người này sẽ có ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp thời trang. Được biết là tuần lễ thời trang Tokyo sẽ được tổ chức kéo dài cho đến Chủ nhật và được tổ chức ở một số khu phố thời trang của thủ đô Tokyo. Và chúng tôi không biết như thế nào thưa quý khán thính giả, nhưng mà hầu hết tất cả các chương trình biểu diễn thời trang đó, quần áo được giới thiệu đó, chúng ta chỉ thấy ở đây thôi, ngoài ra không bao giờ thấy ở ngoài đường phố hết. Là tại sao hả Thảo Yên? Thưa anh, nó có hai loại là thời trang mà chị đã trình diễn, rồi thời trang nó gọi là ứng dụng, thì những cái đó là mới mặc đi ra ngoài, còn cái này chị để for show thôi. Hàng chi chúng thấy có một cái hình ảnh giống như một con chim cút biết đi. Đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay của Lê Đô Sài Gòn TV. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính mời quý vị trở lại với chúng tôi vào phần tin tức vào sáng ngày mai quý vị nhé. Kính chúc quý vị một buổi tối thật hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình sáng ngày mai.